cơm này. Nó nhai như không có răng. Nói cái thằng cơm mặc cái muỗng. Hai bạn ngồi đối diện nhau ha. Nội cơm ngon không nội? Nội ăn cơm ngon không? Nói lớn lên nó quay dính vô đó đó. Ăn ngon không? Nói lớn lên. Ai nói lớn hơn vậy? Nói cho bữa. Thôi khỏi nói là thôi đâu nói cơ nào đâu. Ăn cơm ngon không? Ăn cơm ngon. Ngon. Ăn cơm với nấm ngon lắm. Ông nội ăn cơm ngon không? Ngon không? Mỗi ngày ông nội ăn được mấy chén? Ông nội ăn được mấy chén? Mỗi ngày ông nội ăn cơm được mấy chén? Mấy chén cơm? Cha trả lời lớn đi cho nó dính vô đây nè, lát nữa chiếu lên coi. Hỏi nội ăn nó cơm. Nó hỏi cha ăn cơm một ngày được mấy chén. Trả lời nó đi. Ba chén. Ba chén à? Nhiều vậy? Ăn ngon không? Ngon. Bữa nay ông nội ăn cơm với gì? Nó hỏi bữa nay cha ăn cơm với cái gì? Ăn cơm với nấm, dưa, với là cà tây. Đủ món rồi ha. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I know you do wrong. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Nghe ông nội coi phim. Tám trăm. Quay mà không nói rồi tao khòm làm sao? Có lẽ vậy. Tám trăm đô hả? Ừ. Quên nó 80 đô. Cái 80 đô hết 12 tới rồi. Rồi nói đi. Nói gì với nó đi. Đưa tao lên giường. Chứ không phải là đưa tao đi kiếm ông nội hả?
Ghét được có cãi giá được mất lòng vợ mẹ con à. Với nhau đi qua đi lại chứ tao có mấy đứa cháu mà không quà tao đâu. Cha nhau vì bởi vật mà tiền đó à, nhau gì cái gì nhỉ, biết nhịn nhục với nhau. Rồi giờ tới bà nội đi. Mặc dù gì em làm sao nói là được. Thì đây thì sao á, bà nội mà có chết rồi á thì mấy cháu mà được hòa thuận với nhau, đừng cãi giả, không mấy anh em. Gia tài có ba anh em mà, hai chị
mất anh chị rồi còn một chị đi qua với nhau, giàu có gì cũng thuận thảo với nhau, cha mẹ ông bà ở với vui vàng ấy được hơi vui vẻ. Xa nhau vì bởi bạc tiền à. Còn nãy có giống dạng đâu không nói nghe. Rồi ha. Còn của hồi môn nữa. Ông nội bà nội nó lớn tuổi rồi, gần đất xa trời, anh em thì em bây ở hòa thuận với nhau, đủ yêu nhau không, đừng chia rẽ bao nhiêu đó trong nhớ. À, ông nội bà nội dặn vậy đó thì mỗi đứa phải nghe rồi nghe lời ông nội bà nội, giữ lời, giữ theo cái lời của ông nội bà nội dặn dò mà sống cho nó tốt. Thứ ba lớn thì có con Cương với con Lẹ, con nhỏ Đạt Cường đi Cường em, có nhiều chắc là nhớ có nhiều không, còn đứa nào nữa sao nhớ con trai không ạ? Giờ nói nhớ mũi tên nhưng mà anh có kính giác. Còn ba con dâu mà chưa thấy mặt, còn thấy mới thấy mặt, thấy mặt một con dâu à, thì cũng ráo thuận thảo với nhau. Còn đứa nào nữa không? Đạt cái Cường thôi hả? Cường có mấy Cường? Thôi giờ nhớ thôi, còn cái nào nữa? Bà nói gì? Thấy ba có ý kiến gì đi? À, ông nội bà nội sinh ra thì có ba chú tên, ba chú má mấy con, rồi có hai gái ba cha, bên chẳng qua chú qua đời mấy đứa, ba má cũng bản bưng hết rồi, cũng nói như ông nội á, cha là người làm đất. Cái ngày nào đó mà ba má có qua đời các con cũng như là hỏi cho nó qua được với nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Nó không có ai nhưng mà tầm tạm mới lại coi được là tới cái đạt á, thế là sắp đi rồi tính rồi. Thay mặt anh em cảm ơn ông bà nội ba má những lời dặn dò. Rồi đó. Dạ, nhanh như vậy, từ từ á. Đi ông nội. Liên lấy xuống mặt. Ai nói gì nói đi. Hình đâu đứng im le vậy. Cười lên, 1, 2, 3. Này là kết quả của chiến đấu với cái vàng nè. Bự quá chứ. Đây là này cũng hay luôn chứ bộ. Mà tầm 30 năm mới phát tán được. Hái đâu ạ? À? Hái đâu ạ? À? Hái dương. Dương đâu ạ? À? Dương nhà mình nhiều lắm á, mười mấy một hai cây à. Cho ông nội cử động đi. Ông nội cử động gì đi. Cho tay nội nó dùng gì đó. Nó nói gì không? Nó nói. Ông
rồi, chị nè. Quay đâu lại. Quay nè. Ông nắm tay bà cầm cái gậy. Cái đi. Dắt đi. Đây. Ông nội đi từ đây. Cho ông nội đi đi. Đi chậm thôi từ đây ra ngoài. Vừa đi vừa nói vừa chỉ. Này cái tre đó. Kêu ông nội nắm tay bà nội dẫn đi bước hai bước rồi. Không bước đi à? 5, không, không được đâu. 4, 3,
Xíu nó quét
quá lên đó. Có ăn trước nè, có ăn trước nè. Chị nói ba chị. Đi. Không, nó nhỏ quá. But it's no sacrifice.
Thank you.
observation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me the sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? Oh, what am I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do? And sorry seems to be the hardest và cha nằm mồm con.
khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sách, sách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha đây là bà nội và ông Bảy. Bà nội Tí Sáu, chị của ông Bảy. Còn một bà Tám nữa mà bận không lên được.
hai ba. Cháu ở đây thì nói chuyện với nó thì nó chụp ba chị em mẹ. Hai người ôm á, nhưng mà tám sao mà tám ngồi sao tám chứ mà tám ngồi được ôm được mà hả? Đâu có người cầm người ngồi sao ôm mà tám? Sao cô tân tám còn đi được? Bữa nay có gì tám sao? Nói xích vô. Nói xích vô. Để chuẩn tết. Để cho bà nội ăn rồi hả? Để hai giò người ta xuống đây nè. Không biết hai giò hả té hay ngồi gì không được. Quần nhà đâu có đi đâu. Cái gì không thấy đường mà đi gì được. Cà phê có một quánh có mặt à, mặt một y trân. Trời ơi, em gần cả nó nổi. Nó chụp hình ra, nó chụp hình ra. Hả? Em có năm không chút cũng lên. Chưa chết là cũng như chết rồi. Chị là một Phật rồi, cái chết là chết đi. Em thức chán em ngủ không được nên chán rồi đây. Thế em không thức mở mắt ra ra giường hết. Cần cái phe là chết có thứ tự. Bắt ra thứ hai chết dài chứ không? Hai. Đâu, thứ năm. Năm Bình không biết là Năm Bình à. Đâu có thấy mà biết. Không có thấy được. Thấy có hồ đi, thấy gì đâu mà biết. Không có thấy. Sao mình nằm thấy bận áo trắng rồi đó? Nằm tôi anh tuổi con cọp phải không? À, đi con cọp giờ có tiền nhà nước ấy chưa? Rồi, mới có giờ mấy tháng rồi. Dạ. Yeah. Năm luôn. Nằm không? Hả? Nằm thì... Không nằm. Muốn rủi hết rồi. Mới đi vô. Cái hờ cường nó xuống mà tôi đâu biết hờ cường. Vậy lên sao? Xe, tôi tính kêu đứt với ai. Lập sinh tư mùa, bốn mùa, sinh ngạ, thu đông thôi. Con ấy đang bể hoài đây, cậu cứ ra cho cậu cũng đi không nổi. Có khi cho lên chùa đây, cho về cho đi đâu nổi. Cứ nói lên cha tôi,
đây là chùa nó còn đi nổ rồi mày ơi. Anh rồi. Rồi ra đồ dùng hết rồi. Ở dưới là nhà cái có dục hết. Mình thả đi. Thôi tôi với chị. Nhớ chùa quá, chùa cháu quá, mình thả đi quên. Chuyện mắt còn lấy đâu. Nhớ chuyện nổi, tôi đi luôn rồi. Mắt chị còn lấy không? Dạm. Dạm rồi à, đi quăng. Đó. Tôi chạy hoài đây hả? Tôi lấy gì lên? Tôi mấy tuổi rồi, tôi mấy tuổi rồi. Lấy gì lên? À, tuổi là ông Trung My. Rồi tuổi Trung My 2 tuổi. Mà tôi My cũng tệ với tôi vậy. À, ông My cũng ở nhà không hết á. Lâu lâu có khi mà tôi không có người nuôi mà tội nghiệp đó. Ông đi mua nước mía ông uống. Trời tôi nhớ mệt quá. Mấy đứa ở nhà không? Mấy đứa đi mận. Sáng mua cháo và mua 10.000 bạc cháo và chừng tiền giỏi giá cháo rồi. Bởi vì vợ đồ không có, không ai nó chăm sóc, không ai nấu đồ ăn uống. Anh nó mới đầy đủ á. Chị bà lo cho anh, chứ tôi đâu tôi là trời nuôi cho bà. Bà đi nói gì cho bà đi mua liền chợ kế bên. Mẹ hả? Nói đi mua nước mía cái nó xách cái hũ đi. Thôi, hình như tôi có khi muốn mua gì tôi... Mà tôi cũng đây là kiệm mở ngay. Tôi kiệm trong đạo mình á. Sao ở giá gãy gánh nhiều quá. Còn cháu thì đông mà ngắt không. Có mình tôi với bà thôi diễn viễn cô Tám. À, tôi tí... 1, 2, 3 Tôi hiểu, tí xuống xuống cho hai bà. Xuống xuống là vợ thôi. À, thì lắm tôi đang đổi bà lắm tôi xuống. Bà lắm tuổi. Ông... Tôi chân mấy... Đủ rồi thấy đó. Thấy chụp hình không? Bà không thấy. Cũng như bà vậy á. Ông thấy đen ngủ. Ông thấy. Ông lâu hết rồi. Lâu hết rồi. Lâu. Bên kia. Cái là thế bởi đó. Cái chỗ anh dựa đi. Cái dựa bên đi. Lột như là. Được rồi, vậy giờ còn ai đâu còn. Có ông chứng kiến là ổng nhỏ hơn rằng là tôi nữa mà ổng giờ ổng 2, 1, 2, 3 thấy sát sát mấy cái thùi bỏ ra đi mổ thôi 84 tuổi rồi mổ gì nên phải hôm đó lấy có cần nó mổ một con mổ con thấy thôi còn ta còn thấy thấy con cho mày mổ con cho thấy thôi anh thấy hả thấy luôn con đây là ông Năm, đây là bà nội thứ sáu, đây là bà Tám em của bà nội, đây là ông Bảy em của bà nội, là anh của bà Tám. Sao giờ không thấy được hả?
Thấy mắt gì có cơm không? Họ coi hả? Nó không có. Tôi ừ. Ớt không có là sống dạ. Cơm quá. Thì may, dạ. May cho lột. Còn cơm thì phải cơm. Nó già già rồi, họ là già rồi thôi, họ không có chứ là mấy người một con dạ. Con cho thấy thôi, cho để đi đụng cột chết. Mà hai giò tê thì chết rồi. Mang dép lên cả buổi, cho ông vô. Chị ăn cơm đồ được không? Nửa chén cơm. Hôm nay thấy chị già đó. Thế hôm sáng đêm là không ngủ được một chút nữa dạ. Không biết. Nhớ thằng Minh, mà nhắn thằng Minh không chị ạ. Rồi hôm qua có một tí con dâu Nghĩa đó chị ốm dài, hôm qua nó vô nó nói nay nó đi nè, nó mời tao ra ăn tiệc, tao nói thôi chế đi con, không có thấy đường, không thấy đường ăn mà không thấy đường đi. Ủa thằng Minh giờ nó ở đâu vậy ta? Ở ngoài Đắk Lắk á. Vậy à? Nó hô mần rồi mấu cỏ mì nó mới về ông nội cha ơi. Kêu hổm rồi mà nó không về. Kêu này ba không bữa rồi mà nó không về. Chắc nó về tôi chết mất. Còn má không nói chuyện gì đi, má nói gì gì chán. Thì sao nói gì nói đi. Nói chị em mình lâu gặp. Gặp đây. Gặp đây rồi chết. Chết đâu còn. Chị nói với má con đi chứ làm cho má con trả lời như vậy. Má con đi chút nghe gì không? Nghe gì không? Tôi nói á, chị nghe không? Tôi giờ còn có kiến khá mà chả là biết sao không đi. Không có gì đâu, hôm khi hồ qua chùa rồi mang về bị nó quẹt á. Thì chân cũng giờ chân 9 chân 10. Một kia một chiếc dép, còn nọ hai chiếc đậu lên. Nó nhít 9 10 vậy thôi. Ông còn ăn uống đi dù thì kia được. Ông lên đôi khi rồi lâu lâu lên lại thầy rồi lại thầy được chứ họ ông cúng lên đôi khi lên chùa rồi ra hội rồi chơi thì nào cũng về về ông nhà hai đứa gái nuôi khỏe thì chết tiền bạc rồi không mấy cái qua dự nó còn con đi thì thủ với cậu chính à tao nói mày quay phim không. Tao từ hồi đó tới giờ tao biết thì tao thờ chủ nghĩa bằng chân lý. Bữa bên chùa cúng á, cái đùi đòi đi, cái hàng đất không? Không đi. Có pha, không có giật ai đồng bạc, cất đông nào quá trời. Không thấy đường mà đòi đi qua chùa. Tôi nói đưa tao bển người ta ngồi đó, người ta nói chuyện. Mà nó không được. Không có nghe. Qua bển là ngồi nói chuyện. Ông Nghĩa chân lý không có làm cái gì ai. Nên nhỏ lớn á, ông trên nuôi thì không có bệnh. Lát cái ấy vô qua nó này, ở rồi, hết rồi, khỏe rồi. Tôi giờ thì thuốc uống hoài, 2 hũ 900. Rồi qua đây, tính nè, cái bụng á, nó đỡ đỡ. Mà hai con mắt không thấy, hai cái giò tê. Nó lên không có bệnh gì cả. Cô con đi thăm bệnh một lần nào đâu. Đâu có bệnh. Chị bái xuống hỏi đó anh Mạnh. Ngậm rung à. Ba nó đi tỉnh bữa trước, bữa sau cái vậy nào. Mà đều có cái giò đi không được. Tôi hai cái giò đi. Em đi với này, ngày nào bả biểu bả đi xuống này chẳng hay đây. Ngày qua nghe nói anh nào nói chiều sáu mệt cái trai qua đi xuống liền. Bà nó trả lại. Tôi không có ai. Giờ chia tay rồi. Mới lên qua đậu tràng. Bây giờ anh chết mà em chết. Số tưởng đâu ăn dậy sớm rồi. Quá bệ rồi. Mới sáng bệ. Tại tôi là trực bên. Mình chết tới thứ tự rồi. Tự không, tôi giờ tôi chết trước. Không có ăn nào không được, mà đều ngủ được. Mà lúc này ăn đỡ rồi cũng chén mấy rồi được chén mấy rồi. Tôi đã ăn miếng mưa, thấy cơm nó đồ ngắn chết ra không được. Trời ơi, mấy chuyện năm nay nhiêu nhiêu năm? 85. Vậy là anh Lâm, có hơn 10 tuổi. Tôi con mèo rồi anh. Tôi con mèo cái. Mèo tuổi bà hết nè.
tôi chỉ tôi. À vợ. Mày ơi. Mày không? Mấy ông già bà già còn. Nếu chơi sắp rồi chắc rồi đều đi bây giờ thì nhỏ nhỏ không em? Dạ. Nhỏ nhỏ bây giờ. Thôi sắp chết bây giờ đây còn ai đâu, ông Tư là ông giờ không đi chuồng nữa rồi. Bộ cái kén này là chạy cũng lên lên con tao tao ấy là bệnh là trong dòng tôi một bộ rồi chưa bởi nó cái là nhớ đất đâu mà mình cũng ở nhà được cái chi nó đập cái đó lên trên năm trăm đô không đền cắt mà giờ không cho ông cắt tiêu chắc là bước không được bước xuyên bên này một đà đây là phái đà quay á từ nước ngoài tới về phái đoàn từ nước ngoài trở về à chứ ngồi đây đi đâu thầy thầy lấy ghế đi ghế ngồi giữa anh lấy ghế giữa đi ngồi ở dưới này nè ngồi đằng giữa vì sao đi giờ tới tôi vì sao đây lấy cặp ô ghế giữa ngồi phải tôi hổ quá gác mình sẽ chết cả xe này tôi thở sạch vô đây tôi ngồi cho nó khóc giữa thêm cho là thấm thở cái đệ mà Thôi, vợ ông Vánh để con có mặt một mà giống mày giống mẹ để hai đứa ba đứa dưới chân mà không có một mặt tròn giống bà gái giống bao nữa bà gái bà tay đồng cái chiếc lên mà hôm nay có lẽ qua bây giờ mai chú thấy mẹ rồi chứ mà giờ con mặt cái hoa sao nó về đó lần này á mà ta ra bình dân dữ lắm thấy nó ra thua rồi thấy nó giả nó thua rồi năm rồi ta nó cả mày dạ nó mừng có tiền lắm giờ là giờ là nó mừng ở trong cái lò gạch ra tính tiền ở mua gạch ra tính tiền ít bữa nó chạy gì à con ơi ai phước là tao phải ai cần ai cần hai người đi cho chị sao lúc này ngồi đây mà có được giữa nè nói gì có đấy tôi hỏi gì thì chung chung được chị sao quay còn tôi vẫn chưa có thấy gì chị sao chắc chắc còn sống lâu lắm rồi trước nãy giờ chị sao chị phải nữa để tới thì lại còn tốn anh còn tôi mới có 87 đúng tháng mốt cô tuổi là mẹo vậy nha cậu mẹo tuổi ha còn nhỏ hơn anh ba con tuổi à ba con tuổi bây giờ tôi đầu giáp tôi tuổi tí vậy tôi bọn anh ba tuổi đó anh ba tuổi chợ gạo đó ảnh tuổi tỵ rồi anh đang 94 95 gì đó tuổi tỵ cũng hỏi là không được tỵ còn lớn hơn 16 nhỏ looking in the mirror so far but I never con về nha con về đã dạ đi chung luôn con muốn về nha đâu kéo mà trời kéo kéo better change my mindset, meditate. It's pretty cool and I'm out for better days. I can watch the mirrors and the pretty things. Yeah. 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 Yeah
cho thử là không dám điện ha. Để bà không có điện mặt đường quá. Không nó chán đèn hết thì đủ hết. Bỏ bằng góc nhất là phải quay cho nó ra hết á. Quay cho nó cái này nè, cái này không, cái này là hát thôi, còn này ghi nó rõ nè. Cái này chở băng qua lại, cái này hát thì stop, mình trả ngược lại. Để bằng ha. Bỏ hai học bằng luôn. Là sang. Còn hãy đưa không sang thì bằng này. Rồi nhấn lên hát thôi. Hát thì hát hai lúc này. Nội con ra đi nha. Bản nha. Đào hả? Lâu có đông không? Quay nha. Quay nha. Ờ, mẹ nghe. Quên con dẫn thở về. Liền nha. Bà nhớ tụi nó, bà không nói ăn theo bây giờ để bà làm bộ và nằm làm thinh cho bà quản hộ. Em vô buồn lấy cái gì rồi. Trời, cái mai của mình quên. Con người đó dướng đạt luôn á. Cháu mà nhà ta, cháu gì đây thấy không? Dạ không. Cháu gì nhau mỏi. Quá, phải lâu mới gặp ông người á. Cảm ơn nha cháu. Hay lắm luôn. Ba người dướng đạt quá. Ba mười nay nhiêu tuổi này? Ba mười nay 95 tuổi rồi. Dữ quá. Tôi ăn quá. Mọi người nói thắt rồi. Thôi còn 90 thôi được không? Không được. Giảm bớt xíu đi. Nước mà. Ê, mấy cháu ơi. Ơi mấy cháu ơi kìa. Đây uống cái này đi ngủ đó. Dạ dạ. Uống cái này đi để ngủ đó. Mấy cháu ơi. Quá trời bao đỏ luôn.
mới ngồi khỏe sống thêm 15 năm nữa, 20 năm nữa cũng được. Ông nội nhớ năm nay ông nội nhiêu tuổi không? 90. 90. Chắc là 90. Dạ. Hỏi trả giá, chắc nịch. Chắc cú luôn ha. Chắc giá nè. Ngồi tuổi con gì? Tuổi con gì 90? Đúng rồi. Giấy tờ ra là 99 à. Năm mới chúc ông nội nhiều sức khỏe. Đầu mặt thôi luôn. Thôi nói. Thương ơi. Cho bà mười lên tân không? Đây luôn. Tân ơi. Mời lên tân hết ơi. Tắt là bấm lúc đó tắt không? Đừng làm bấm. Qua đây, qua đây. Quá trời luôn, hai ba người móc ở đỏ luôn. Năm mới chúc bà nội mình khỏe, tâm năm hạnh phúc. Cảm ơn cháu. Để tiền cháu kia che vũ tàu. Nãy nhà tao. 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 Nãy dạ. Năm mới con cũng chúc nội nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Dạ. Để chừng nào con có vợ có con luôn. Khỏe. Lâu hơn nội. Mới làm rất là lâu ha. Dạ chưa. Mà ba rồi ha. Dạ chưa. Mà lại. Xong rồi ta. Cảm động, lúc cảm động. Thì kỳ chút gì đi chứ. Hàng nói quần áo nữa. Làm hỏi nổi. Một bộ này hả? Quá xa. Đẹp lắm đó, sang nhất đó. Hả? Sang nhất đó. Bà mới kết mồ. Bà kết mồ. Dạ. Vợ nó cho cái bộ. Thường anh nó có vợ rồi nó cho nữa. Vợ bất kỳ nó cho à. Đợi là thường anh nó có vợ rồi nó cho thêm. Còn không ai gì hết. Đây là ông bà nội của tôi. Ông nội bà nội của tôi là năm nay 90 tuổi. Chú con gì nè? Chú con ngựa. Thank you.
rồi đi ra đi. Đi ra, ra, ra. Trời non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi hòa xuôi. Mà trong ánh mắt lấp lánh là yêu thương ấy. Bài vừa đứng luôn. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên em. Đang thiết tha đàn 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 đàn. Bây giờ cho có mặt đầy đủ nha, đừng thiếu ai hết. Xuân đã về, ta luôn ngay cái máy đi ngoài á. Thế là cái đi ngoài đi, em về ngoài luôn. Chào bạn nha. Đây là bên đây nha, là dễ dễ nhớ nhiều em mỗi năm gặp có bên nữ của bạn đó nha, bên mấy chị với cháu bạn á. Đây gặp ngoài. Đây là hai chú con của con. Đó là cái này, đó là sản phẩm của anh Ba Di La. Cái này của anh Tư. Anh đang bước ra đi cho mày. Cảm ơn lắm. Không có, trong cái gà tre đó giờ mà không nhớ trong con nhỏ lớn nó mới gì đâu. Gà tre con gà tre là ở đây gà tre sao mà bây giờ không gà tre rồi đi qua bên kia nữa. Thôi đứa nào nó phải cái tên đi.
Nhất là sức khỏe không rồi ha. Về đây mà khoảng chừng 2 tuần nữa không phải rồi. Chỉ có làm vợ không bao giờ hơn trước bây giờ. Vậy tính cách năm vậy đó. Năm trước là về trễ. Ủa, còn 10 nước. Còn 10 đại diện rồi hết rồi. Ba mươi ơi, ba mươi ơi, chìa khóa đi tới lui làm thời gian cũng không tốt quá rồi ha. Rồi thôi vậy thứ mười về dạ thứ ba mươi thứ ba Thank you.
sao? Ai biết. Không vô chỗ cầu gì á. Muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy. Người cho mỗi em ngỡ ngàng, người đến cho tình anh chợt mơ. Muôn hoa thôn thơ, mang hạnh phúc tuyệt vời. Nhớ nhé em yêu, mang say đắm cho đời. Hồi từng nụ hôn yêu thương, khi về đừng quên nhé. Xuân vẫn